Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các bà đồng nghiệp, cảm ơn bác sĩ Bảo. Chắc tôi sẽ rút báo cáo xuống còn 10 phút. Chúng ta biết là như bác sĩ Bảo trình bày đó, cái vấn đề chúng ta hôm nay chúng ta sử dụng ICS, nhưng ngày mai chúng ta sẽ không sử dụng ICS, và có thể là ngày mốt chúng ta sẽ quay lại chúng ta sử dụng ICS. Chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Do đó mà làm sao mà chúng ta có thể sử dụng đúng cái ICS cho bệnh nhân COPD? Bởi vì chúng ta biết là cái vai trò của ICS nó không thể thiếu, mà cũng không nên quá lạm dụng. Cái vấn đề chúng ta điều trị COPD là nền tảng là thuốc giãn phế quản. Do đó còn một dân số bệnh nhân nhỏ, chúng ta có chỉ định ICS. Nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng ICS, có những cái trường hợp chúng ta phải rút ra, chúng ta bỏ, mặc dù là bệnh nhân có chỉ định rất rõ ràng. Thí dụ bệnh nhân bị viêm phổi rất là nhiều, bệnh nhân bị lao phổi, hay bệnh nhân bị nhiễm những cái vi khuẩn lao không điển hình mà ở Việt Nam chúng ta cũng khá là nhiều. Do đó mà chúng ta thấy là cái vấn đề một cái chỉ định không bao giờ nó bất biến, mà có thể là chúng ta sẽ áp dụng phù hợp cho bệnh nhân của chúng ta, trên bệnh nhân cụ thể chứ không phải là bệnh nhân COPD nói chung. Do đó mà chúng ta thấy là cái vấn đề COPD hiện nay, vấn đề điều trị nó cũng khá là phức tạp, liên quan tới vấn đề mà chúng ta có đủ thuốc, cái nguồn lực thuốc ở tại địa phương nó có hay không. Những cái thập niên từ 2000-2010 chúng ta sử dụng ICS LABA điều trị rất là phổ biến cho bệnh nhân COPD. Cái điều đó không có sai trong cái thời điểm đó, mà cho tới bây giờ cũng có thể là một phần nó đúng, bởi vì chúng ta có những cái bệnh nhân có chỉ định ICS, đặc biệt là những bệnh nhân mà thí dụ như là bệnh nhân vào đợt cấp mức độ trung bình hay là mức độ nặng, là bắt buộc chúng ta phải dùng cầu tuyết toàn thân hoặc là cầu tuyết toàn thân phối hợp với ICS để chúng ta rút ngắn cái thời gian điều trị cầu tuyết toàn thân để giảm tác dụng phụ. Dĩ nhiên là đặc biệt là trong bệnh nhân mà có kèm theo hen, là vấn đề chỉ định cái cầu tuyết là không thể chối cãi trong tất cả mọi trường hợp, kể cả những đợt kịch phát mà bệnh nhân nhẹ nhất chúng ta cũng phải sử dụng cái cầu tuyết cho bệnh nhân. Do đó mà vấn đề mà chúng ta chẩn đoán rồi chúng ta đánh giá, chúng ta hiệu chỉnh là một cái quá trình động đối với một bệnh nhân COPD cũng như bệnh nhân hen, và điều đó không thể nào mà nó khỏi. Qua cái bài bác sĩ Bảo báo cáo, chúng ta thấy bạch cầu ải to đó là một cái dấu chỉ điểm cho chúng ta điều trị bệnh nhân dùng ICS. Nhưng mà nó không phải lúc nào nó cũng bất biến, có khi nó lại trở lại bình thường thì chúng ta có dùng tiếp hay không, hay là chúng ta có thể rút được hay không, cái đó một cái câu hỏi mà chỉ là người bác sĩ chúng ta mới có thể trả lời được, chứ không phải là chúng ta trả lời chung chung. Cái hướng dẫn là chung, nhưng mà áp dụng cụ thể cho mỗi bệnh nhân thì là một cái chuyện khác. Do đó mà chúng ta cân nhắc cái lợi cái hại của cái ICS để chúng ta điều trị cho bệnh nhân là cái điều quan trọng. Do đó chúng ta thấy là trong cái guideline, chúng ta thấy là một cái dân số bệnh nhân nhỏ, khi bạch cầu ải to trên 300, cái này chúng ta cũng tương đối đồng thuận là khi bệnh nhân COPD là phải xét nghiệm công thức máu coi bạch cầu ải to nó có tăng không, nếu tăng chúng ta có thể điều trị. Hoặc là bệnh nhân tiền căn hen, hay là có chẩn đoán là ACO, hoặc là chúng ta thấy cái đáp ứng viêm của bệnh nhân có vẻ là nó cấp tính quá, có thể nó gây co thắt phế quản nhiều, thì những bệnh nhân đó tôi thấy trên lâm sàng nó đáp ứng với cầu tuyết. Còn những bệnh nhân mà chúng ta thấy là nó COPD nhưng mà nó cái dạng khí huyết thủng thì cái vấn đề đó nó không có đáp ứng, kể cả thuốc giãn phế quản nó cũng không có đáp ứng. Do đó mà cái vấn đề điều trị hiện nay nó cũng tất cả các thuốc đều có thể tốt, nhưng mà gần như có những cái trường hợp bệnh nhân COPD nó không đáp ứng gì cả. Cái đó là một điều mà chúng ta thấy. Do đó mà chúng ta thấy là cái cân nhắc cái chuyện mà nguy cơ của corticoid thì lúc nào cũng phải có trong đầu của mình, bởi vì cái đó là cái chuyện mà mình khi mình dùng mà thuốc mà nó không có hiệu quả mà nó có hại, thì cái đó là cái chuyện mà nó cảnh báo cho người bác sĩ mình đứng trước bệnh nhân COPD, mình phải trả lời là bệnh nhân này có sử dụng được cái ICS hay không. Thì chúng ta thấy là cái cơ chế viêm của COPD là một cái viêm mãn tính sơ hóa và có phá hủy nhu mô phổi. Do đó mà phần lớn là nó không đáp ứng với corticoid khi mà chúng ta sử dụng nó. Do đó mà trong cái guideline thì chúng ta biết là không có nên sử dụng một mình, không nên sử dụng một mình ICS, kể cả corticoid hít cũng như là corticoid uống, vì bản chất của nó là nó không có nhạy cảm, chỉ trừ một số trường hợp mà chúng ta để đề cập tới. Và giải thích cái điều này là do những cái gốc tự do nó làm cho cái tình trạng phá hủy, tăng tiết, tái cấu trúc của đường thở, đồng thời nó cũng
làm giảm cái HDAC2. Chính vì cái chất trung gian, cái men trung gian này để mà xúc tác cái corticoid vào cái nhân tế bào, nó bị giảm, do đó mà cái hiệu quả của corticoid nó không có. Do đó mà có những cái ý tưởng là chúng ta phải tăng cái này lên, nâng cao cái này lên trong máu để xem nó có hiệu quả của corticoid không, thì cái này là cũng là một cái ý tưởng mà chưa có ai có thể có cái nghiên cứu để chúng ta có thể làm. Để chúng ta biết là cái vấn đề tác dụng của corticoid đó, thì khi mà nó vào trong cái gắn vào cái thụ thể của corticoid vào trong tế bào, nó di chuyển, nó nhân và nó ức chế cái quá trình viêm, nó qua trung gian của cái xúc tác của HDAC2, mà bản thân cái HDAC2 này nó bị giảm đi rất nhiều qua cái stress oxy hóa trong luôn luôn lúc nào nó cũng xảy ra trong bệnh nhân bị COPD. Do đó mà chúng ta thấy là trong nghiên cứu chúng ta thấy là cái nồng độ HDAC2 của bệnh nhân COPD lúc nào nó cũng giảm hơn so người bình thường hay là một người hút thuốc lá mà không bị COPD. Đó là cái cơ chế giải thích hiện nay cho vấn đề mà không nhạy cảm đối với corticoid khi mà chúng ta sử dụng nó trong cái điều trị COPD. Thì cái lợi của nó là liên quan tới vấn đề mà bạch cầu to, như bác sĩ Bảo đã nói rồi, chúng ta thấy là với một bạch cầu to mà nó dưới 100 thì gần như nó không có hiệu quả. Cho đó mà chúng ta thấy là cái khi mà chúng ta sử dụng trong cái Gold 2020 đó, chúng ta thấy là khi mà nó chúng ta thấy sử dụng Lama rồi mà nó không có hiệu quả, mà bạch cầu to dưới 100 thì chúng ta không có dứt khoát, chúng ta không sử dụng ACS mà chúng ta sẽ chuyển sang sử dụng Roflumilast hoặc là Azithromycin. Và chúng ta thấy là cái khả năng mà nó gia tăng khi mà chúng ta sử dụng có fluconazole hoặc là chúng ta sử dụng hợp chất có corticoid trong này, thì cái khả năng mà tăng nguy cơ viêm phổi là nó có. Dĩ nhiên là cái nguy cơ viêm phổi đó nó ảnh hưởng đến cái chuyện mà tử vong hay không, thì sau 30 ngày thì nó không thay đổi về tử vong, nhưng mà nó có gia tăng cái viêm phổi, đặc biệt là những trường hợp mà chúng ta sử dụng cái liều cao corticoid, còn cái liều trong giới hạn thì nó không có ý nghĩa lắm. Thì giải thích cái nguy cơ viêm phổi là do cái tình trạng cái corticoid nó được hấp thụ, nó được thực bào bởi cái macrophage, và chính vì vậy mà nó ức chế cái quá trình viêm và làm cho cái khả năng miễn dịch của cơ thể nó bị giảm xuống khi mà chúng ta sử dụng corticoid lâu dài, và làm cho bệnh nhân có thể khả năng bị viêm phổi. Đó là những cái cơ chế mà chúng ta có thể được giải thích khi mà chúng ta sử dụng. Do đó mà những cái bệnh nhân mà thí dụ như liều thấp corticoid thì chúng ta thấy nó không có ảnh hưởng nhiều lắm tới cái quá trình viêm phổi, nhưng mà từ liều trung bình và cao thì chúng ta biết là nó có thể có ảnh hưởng và có thể gây ra viêm phổi. Đó là cái nguy cơ mà khi chúng ta sử dụng cái liều cao của corticoid. Và cái điều này chúng ta thấy là với một cái sự thay đổi của liều lượng fluticasone càng cao thì khả năng tỷ lệ viêm phổi nó sẽ càng gia tăng lên. Như vậy thì chúng ta thấy là nó có những cái hạn chế khi chúng ta sử dụng ACS. Bây giờ cái lợi có lợi ích gì hay không thì chúng ta sẽ xem một số cái dẫn chứng để chúng ta có thể thấy. Thì qua nhiều nghiên cứu thì trong cái guideline của Gold chúng ta thấy là những bệnh nhân nào mà có bạch cầu to nó dưới 100 thì chúng ta không sử dụng, nhưng mà từ 100 cho tới 300 thì khi mà chúng ta sử dụng Lama mà nó không có đạt cái hiệu quả tối ưu để mà giảm cái đợt cấp thì chúng ta có thể bổ sung thêm ICS trong cái điều trị cho bệnh nhân. Như vậy thì giữa 100 với 300 là chúng ta cân nhắc chúng ta có thể sử dụng, nếu mà chúng ta sử dụng tối ưu cái Lama rồi mà nó không có đạt hiệu quả. Dĩ nhiên là trong cái điều kiện thực tế của Việt Nam, chúng ta nhiều khi chúng ta dùng cái Saba Sama chứ không phải là Lama. Ở đây người ta nhấn mạnh là phải dùng cái Lama để đạt được cái hiệu quả tối ưu, thì lúc đó chúng ta mới có thể bổ sung thêm ICS. Còn ở Việt Nam mình thì bây giờ ở dưới tỉnh, tuyến tỉnh không có Lama, chúng ta dùng Saba Sama, nó không có đạt được hiệu quả tối ưu, thì chúng ta có dùng ICS hay không? Thì câu trả lời chắc có lẽ cũng có, bởi vì chúng ta không có cách nào khác hết. Thì cái điều đó dĩ nhiên chúng ta phải đánh đổi là một cái khả năng là bệnh nhân sẽ tăng cái viêm phổi lên. Cái đó là các bạn như bác sĩ Bảo, bác sĩ Vũ nghiên cứu thực tế Việt Nam xem coi chúng ta có thể làm tuyến tỉnh. Tại vì thật sự đòi hỏi bây giờ Lama như là Anoro với Ultibro bây giờ cũng giá cao quá,
700 hay là 600-700 gì xuống còn 300 chắc có lẽ nhiều người xài được. Đó, chúng ta thấy là cái vấn đề mà chúng ta cân nhắc điều trị, ủng hộ điều trị và chống đối, thì cái này là cái guideline đưa ra, có lẽ là chúng ta nên theo cái guideline này. Còn cái nghiên cứu thì hôm nay cái nghiên cứu này nó nói vậy, nghiên cứu ngày mai nói khác. Nhiều khi nó ủng hộ Lama Lama, nhiều khi nó ủng hộ ICS, thì cái đó là cái nghiên cứu. Nhưng mà khi mà đưa ra guideline thì chúng ta tuân thủ theo cái guideline, để chúng ta có thể làm một người bác sĩ thì chúng ta nên làm theo cái tuân thủ guideline. Và trong nghiên cứu này chúng ta thấy là cái vấn đề mà ICS Lama, ICS Lama so với Lama, thì chúng ta thấy Lama thì nó sẽ không có thấy sự thay đổi, sẽ thay đổi về cái lợi ích. Nhưng mà nếu mà chúng ta dùng bộ ba so với đơn trị liệu hoặc là Lama Lama, thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ tử vong cũng như tỷ lệ đỡ kết nó giảm đi. Do đó mà cái chuyện mà điều trị bộ ba khi mà đúng chỉ định thì có thể nó làm nó kéo xuống cái giảm cái đợt cấp và giảm tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân. Thì trong nghiên cứu mà cái số lượng lớn bệnh nhân như thế này, chúng ta thấy là cái phối hợp bộ ba nó có ICS trong đó, nó giúp cho chúng ta giảm tỷ lệ tử vong cũng như giảm. Thì dĩ nhiên là cái này nó phải đúng theo guideline và đúng chỉ định. Cũng vậy, chúng ta thấy là khi mà chúng ta sử dụng cái ICS Lama so với Lama, nó giảm đi 24%, hoặc là ICS Lama Lama so với Lama Lama nó giảm đi 20% tỷ lệ của cái đợt cấp trung bình nặng, cũng như là so sánh giữa cái phối hợp có corticoid và một cái thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài, thì chúng ta thấy là cái tần số đợt cấp nó giảm và nó cũng phụ thuộc vào cái số lượng bạch cầu acetone trong máu. Do đó mà cái vấn đề sử dụng có cái chỉ số bạch cầu acetone cũng là một cái đánh giá cái tương đối là giúp ích cho chúng ta trong vấn đề chúng ta quyết định sử dụng ICS. Ở đây chúng ta thấy là trong cái bài báo cáo bác sĩ bảo, chúng ta thấy là bạch cầu acetone càng cao thì cái hiệu quả giảm đợt cấp nó sẽ càng nhiều khi chúng ta sử dụng qua cái nghiên cứu của IMPACT, cũng như là cái vấn đề chúng ta sử dụng cái phối hợp ICS Lama so với một cái đơn trị liệu, thì chúng ta thấy là cái hiệu quả giảm đợt cấp ở trong tất cả các bệnh nhân có cái bạch cầu acetone dưới 100 và tới bạch cầu acetone dưới 108 và dưới 208 và trên 208, chúng ta thấy nó đều cái giảm cái số lượng bạch cầu acetone càng cao thì cái khả năng giảm đợt cấp nó sẽ càng nhiều. Như vậy thì chúng ta thấy là cái hiệu quả của cái ICS cũng được chứng minh qua cái vấn đề tăng bạch cầu acetone, cũng như là cũng vậy, chúng ta thấy cái bạch cầu acetone càng cao thì cái hiệu quả nó cũng càng giảm. Như vậy thì chúng ta thấy là cái vấn đề, ngoài cái vấn đề sử dụng Lama Lama tối ưu trên bệnh nhân hen, bạch cầu acetone cũng là một yếu tố để giúp cho chúng ta có cái chỉ định hợp lý đối với cái ICS. Thì trong cái tạp chí của cái hô hấp châu Âu năm 2018 thì chúng ta thấy là cái chỉ định này nó cũng khá là rộng. Ví dụ bệnh nhân có một cái ACO hay là bạch cầu acetone trên 300 là coi như là ICS Lama hoặc ICS Lama. Mà không biết là cái phối hợp này hình như nó cũng chưa có trên thị trường. ICS Lama thì được chỉ định khá là rộng rãi trong cái nhóm này. Còn cái second line là chúng ta phối hợp bộ 3. Còn nếu mà bệnh nhân không có hen, bạch cầu dưới tông 300 thì chúng ta ưu tiên cho cái giãn phế quản. Rất là đơn giản. Cũng vậy, chúng ta thấy là nếu mà chẩn đoán là CBD thì cái điều trị đầu tiên là Lama hay Lama hay hoặc là phối hợp. Còn nếu mà ACO hay là hen thì chúng ta chỉ định ICS, hoặc là đơn trị liệu hoặc là phối hợp là một cái chỉ định đầu tiên, rồi sau đó chúng ta cân nhắc có thể bổ sung thêm thành cái bộ 3 nếu mà chúng ta điều trị không hiệu quả, và đánh giá cái vấn đề điều trị tiếp theo để chúng ta có thể điều trị nhắm trúng đích cho từng cái bệnh nhân. Và trong nghiên cứu summary này chúng ta thấy là ở đây ở Việt Nam chúng ta cũng có tham gia 4 trung tâm nghiên cứu so sánh giữa cái ICS Lama với cái phòng Moteron, thì chúng ta thấy là cái hiệu quả nó cũng giảm đi 36 cái đợt cấp khi mà chúng ta dùng phối hợp ICS Lama, và cũng như là nó cải thiện được cái FOV1. Tóm lại thì hiện nay cái corticoid là chúng ta cần phải có một cái chỉ định khá là đúng, khá là rõ
trong cái bệnh nhân COPD, và chúng ta cũng phải xem xét đến những cái chống chỉ định của nó để chúng ta có thể mang lại lợi ích cho bệnh nhân, để nó giảm khó thở, giảm đợt cấp cũng như tăng chất lượng cuộc sống và hạn chế đi tác dụng phụ của bệnh nhân. Đó là cái thông tin muốn đề cập tới quý đồng nghiệp. Xin cảm ơn.